chào F Việt Nam, hương vị cuộc sống. Ngày hôm nay Ngọc Anh rất là vui vì được đến đây để chia sẻ những cảm xúc về cuộc sống, về mảnh đất Việt Nam với bao nhiêu điều kỳ thú cùng với tất cả quý vị khán giả. Và được biết rằng một mùa hè có rất là nhiều khán giả cũng rất là mong muốn có được những cái địa điểm để cả gia đình mình đi nghỉ vào mùa hè này, hay là có những bữa tiệc vui vào ngày cuối tuần. Nếu như những quý vị nào đã xem cái album Vol 2 của Ngọc Anh thì quý vị cũng đã nhìn thấy rằng có một cái ca khúc mà cả đoàn làm phim cũng như là Ngọc Anh đã phải cất công ra tận đảo Cô Tô để quay, đó chính là ca khúc Sẽ Mãi Yêu Anh. Sẽ mãi yêu anh thật nhiều, sẽ mãi bên anh nhiều hơn nữa, như đàn hải âu theo tàu anh đi và hát khúc tình ca yêu anh, yêu anh. Trong cái thời gian Ngọc Anh quay clip Sẽ Mãi Yêu Anh, đó là một thời gian mà cũng bắt đầu vào mùa đông rất là lạnh, nhưng rất là lạ lùng đó là ở Cô Tô trời thì rất là khô hanh, nắng ráo. Có một cái điều mà Ngọc Anh rất là thích ở Cô Tô đó chính là cái bãi biển rất là vắng. Bên cạnh đấy Ngọc Anh cũng rất thích một khu rừng, và trong khu rừng nguyên sinh đó thì có một điều rất là hay chúng tôi đã phát hiện ra, đó là vào lúc 3 giờ chiều ánh nắng sẽ chiếu ngang qua cái tán cây rừng rất là rộng, làm cho cái khung cảnh trở nên vô cùng là huyền bí và thơ mộng, giống như là chúng ta hay có một cái câu chuyện thần kỳ diễn ra với Alice ở xứ sở kỳ diệu. Với ánh nắng chan hòa như vậy thì Ngọc Anh cũng cảm giác như mình đang sống trong một cái xứ sở thần tiên. Và con đường đi từ chỗ biển đi vào khu rừng nguyên sinh cũng lãng mạn vô cùng. Cây thì mọc hai bên đường rất là đều, rất là hợp cho những cái đôi uyên ương đang yêu nhau, muốn có những kỳ nghỉ hè thật là thú vị. Bên cạnh cái rừng nguyên sinh thì có một cái bãi đá bên cạnh bờ biển, và có những vạt cỏ với những màu sắc vàng óng. Những cái vạt cỏ này mặc dù đang ở mùa đông nhưng nó vẫn ánh lên một màu vàng rất là đẹp, và ánh nắng của Cô Tô thì chan hòa như mùa hè vậy. Cảnh đẹp của Cô Tô là một cảnh đẹp của sự lãng mạn, của sự tinh tế, của sự dung hòa giữa đất trời, giữa biển và rừng cây, giữa ánh nắng và những cái cơn gió. Nếu trong mùa hè này được chọn một địa điểm để đi du lịch hưởng cái không khí hương vị mùa hè của những người mà mình yêu mến, những người mình yêu thương, người yêu của mình, thì Ngọc Anh sẽ chọn Cô Tô. Đảo Cô Tô cũng là một cái nơi mà Ngọc Anh nghĩ rằng đã cho Ngọc Anh được những cái khoảng thời gian cũng như là những cái sự những cái tình cảm vô cùng tốt đẹp, giúp cho cuộc sống của Ngọc Anh trở nên thi vị hơn.